mình sẽ móc vào những cái mũi sau của mũi bính. Bỏ mũi bính thứ nhất và bắt đầu móc vào mũi bính thứ hai, móc lên cho mình một
Các chi tiết tay, chân, đôi giày thì mình đã hướng dẫn ở video này rồi. Các bạn vào video này và xem hướng dẫn nha. Đây là video chỉ dành riêng cho móc các chi tiết này thôi.
Bây giờ là phần cuối cùng, dán các chi tiết này lại với nhau. Thì các bạn cũng xem hướng dẫn trên video và làm theo.